Chào anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại anh bạn trong video tiếp theo của Bất Động Sản Big Real. Hiện tại thì Khôi đang ở trong công viên Ánh Sáng, công viên nổi tiếng của Vinhome quận 9. Phía sau lưng Khôi là những cái trụ cột ánh sáng. Chủ đầu tư họ cũng phổ theo cái thiết kế của công viên nổi tiếng của Singapore. Thì đặc điểm của cái công viên này là vừa là công viên ánh sáng mà cũng là một cái nơi quảng trường. Thì phía sau nữa là một cái bãi thảm cỏ rất là rộng để anh chị có thể tham dự những cái lễ hội. Thì vừa qua thì chủ đầu tư họ cũng đã tổ chức rất nhiều cái lễ hội rồi, nhưng mà hiện tại hôm nay cũng là dịp gần cuối năm và mùa xuân, thì chủ đầu tư Vinhome họ có tổ chức cái lễ hội về mùa xuân. Thì có cái sức chứa, nói chung là ở đây có cái sức chứa lớn lắm, khoảng mấy chục ngàn người con người có thể tham dự. Thì diễn biến ở bên trong nó như thế nào thì hiện tại hôm nay là một cái buổi chiều cuối tuần, chắc cũng chỉ là công tác chuẩn bị thôi, và các bạn cũng tập dượt trước để mà nhằm phục vụ một cách chu đáo đến quý anh chị. Xin mời anh chị cùng theo chân Khôi để mà chúng ta cùng tham quan công tác chuẩn bị như thế nào, tới đâu rồi. Thì đúng như những gì hồi nãy Khôi có nói là hôm nay chỉ là công tác chuẩn bị, cho nên là bên trong mình thấy cũng còn chưa có hoàn chỉnh hết. Nhưng mà công tác chuẩn bị cũng rất là ráo riết để mà nhằm phục vụ cho anh chị trong cái dịp cuối tuần này. Ngày mai là thứ bảy và mốt là chủ nhật. Và đặc biệt nữa là sắp tới mùa xuân rồi, sắp tới Tết Nguyên Đán cổ truyền của mình rồi. Thì những cái lễ hội như thế này rất là hay. Đặc biệt là Vinhome họ lồng ghép rất là nhiều những cái mang tính chất về quê hương, vui chơi, giải trí, ẩm thực, có sân khấu, có âm nhạc, ca sĩ sẽ đến là hát để mà giúp vui cho cái lễ hội hoành tráng hơn. Lễ hội này thì sẽ được tổ chức liên tục xuyên suốt trong mùa xuân. Anh chị mà có vô tình hữu duyên xem qua cái video của Khôi biết cái thông tin này, có thể đến để vui chơi giải trí cùng gia đình của mình. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, đàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới, trẻ tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người già chung ra bóng vô nam, dù đi đâu ai cũng nhớ người chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi. Vị trí này là Khôi đang đứng ở chỗ một cái điểm check-in. Sau này cũng là một cái điểm rất là quen thuộc đến với anh chị. Có thể vào check-in hoặc là mình đến để chụp hình. Có rất là nhiều những cái mô phỏng như thế này trong cái lễ hội ngày hôm nay và mấy ngày tới nữa. Thì anh chị có thể tha hồ vui chơi giải trí chụp hình cho con em mình, con nhỏ đến đây vui chơi. Mời anh chị cùng vui chơi ở đây một cách rất là vui vẻ và hạnh phúc với gia đình của mình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video rất nhiều. Anh chị có quan tâm tới những khu nhà phố Manhattan, Manhattan Lori hoặc là những phân khu của căn hộ như Origami, Bramble hay là Matarai thì vui lòng alo cho chúng tôi để chúng tôi phục vụ cho anh chị một cách chu đáo. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại anh chị trong những video kế tiếp để mà chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong những video tiếp theo. Cảm ơn anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.